xin giới thiệu với các bạn, đây là một điểm du lịch tham quan và giải trí rất là thú vị. Anh có thể phát biểu đôi lời về địa điểm này không? Tôi không biết gì cả. Không biết gì cả. Đây là lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên mình đến đây, mình cũng không biết gì cả. Nhưng mà ở đây rất là nhiều thông và cảnh quan rất là thông thoáng. Cũng khá là đẹp, nhưng mà thời tiết cũng rất là nắng. Nắng mới là đẹp. Trời thì trong xanh. Cảnh núi đồi bát ngát. Vé vào là 20.000 một người. Và đây chỉ là chỗ địa điểm check-in và tham quan. Chỗ này là địa điểm để cắm trại rất là tuyệt vời. Vào mùa đông thì chúng ta có thể cắm trại ở đây, nướng thịt, quay các kiểu. Đây là ánh sáng. Đây là chủ homestay. Mình là chủ homestay ở đây. Anh này không có tài gì ngoài tài bốc phét và chăn gió. Còn đây là anh Bàng, rất là thích sống ảo và chụp ảnh. Còn đây là anh Năm, và anh rất là, anh là một thợ chụp ảnh rất là chuyên nghiệp. Vâng, anh này cũng là rất là ham gái. Thấy gái là sáng mắt ra. À quên mất tên là Sáng, là Sáng mắt. Và xin giới thiệu với các bạn, đây là mình. Và mình tên là Tịnh. Anh em mình đến từ vùng đất Tổ, Phú Thọ. Hôm nay là lần đầu tiên, à không phải, lần thứ hai mình mình lên lên lỗi rồi gì mà lỗi, đây là lần đầu tiên mà tí lại lần thứ 4 bây giờ. Chắc chắn là sẽ có lần thứ 4 rồi. Cảnh quan đây khá là đẹp, khá là rộng. Chỉ tội là hơi nắng các bạn ạ. Ở trên kia là có rất là nhiều gái. Đấy, ở phía sau mình đấy. Ở đây không có ngoài gì mới, rất là nhiều cỏ, cây. Thậm chí là phân bò, phân ngựa cũng khá là nhiều. Đừng có quay về đây là được rồi. Nào thế? Từ đó. Ở dưới kia là một cung đường lúc mình đi qua. Rừng núi ở dưới kia, người ta trồng lúa này. Cảnh quan khá là thoáng. Mình đi lên tour đi làm. Đi vào kia kìa. Đi theo dưới kia là. Hả?